Hôm qua tại tỉnh xá Ngọc Châu, Công an thành phố Châu Đốc phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho tăng ni Phật tử trên địa bàn thành phố. Với chủ đề tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục vận động tăng ni Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026, tại buổi tuyên truyền, đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Châu Đốc đã thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản về luật giao thông đường bộ, cung cấp thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Qua đó, giúp các tăng ni Phật tử thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia giao thông, góp phần ngăn chặn hạn chế và làm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.